xin kính chào quý khán giả. Thu Nga xin mời quý vị trở lại với chương trình Thơ Nhạc Giao Duyên nói về tình mẹ. Và hôm nay thì Thu Nga lại mời được Thúy Vân cũng như là Hoàng Lan trở lại với chương trình Thơ Nhạc Giao Duyên nói về mẹ. Chào Thúy Vân và chào Hoàng Lan. Thúy Vân xin chào Thu Nga, xin chào Hoàng Lan. Và Thúy Vân xin chào tất cả quý khán giả của đài SBTN. Hoàng Lan cũng xin chào chị Thu Nga và chào chị Thúy Vân, cũng như xin chào tất cả khán giả trên đài SBTN. Thì khi mà không có một cái gì mà nó xúc động bằng những cái bài thơ, bài nhạc hoặc là những cái án văn mà nói về mẹ, phải không Thúy Vân? Là tại vì cái đó là giống như là một cái tình mà cái tình mẫu tử, cái tình mà nó thiêng liêng vô cùng. Thúy Vân có nghĩ vậy không? Dạ, Thúy Vân mất mẹ, cho nên suốt trong thời gian rất là dài Thúy Vân không sống bên cạnh mẹ, rất là nhớ. Khi nào Thúy Vân cũng cảm thấy cô đơn, dẫu biết rằng chung quanh mình có rất là nhiều người, thế nhưng cho nên là Thúy Vân luôn luôn mong ước và luôn luôn sống về với cái tuổi thơ của mình khi mà mẹ đang còn. Dạ, khi mà mỗi lần ngày lễ mẹ thì Thúy Vân rất là tự hào và cũng rất là buồn. Bởi vì tự hào bởi vì mình có một cái người mẹ rất là hiền lành, nhưng mà buồn bởi vì mẹ đã bỏ Thúy Vân và những đứa em của Thúy Vân ra đi rất là sớm. Lúc đó mẹ bao nhiêu tuổi? Mẹ khoảng 42 tuổi. Mẹ cũng sớm. Thúy Vân còn rất trẻ và mấy đứa em cũng rất là trẻ. Cho nên Thúy Vân có nhớ cái cảm giác đó không? Dạ có. Và luôn sống trong những cái hoài niệm, những cái kỷ niệm khi mà đang còn trong vòng tay của mẹ. Dạ. Thì cho nên là mỗi lần ngày mẹ về thì buồn lắm. Dạ, rất là buồn. Còn Hoàng Lan còn mẹ không? Dạ thì chị, mẹ mất rồi. Mẹ mất bao lâu rồi? Cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Thì cái cảm giác lúc đó như thế nào? Rất là đau. Dạ. Cho đến mà mỗi khi mà đôi lúc mà nghĩ về mẹ á, đi ra nghĩa trang á, mà dù là 11 giờ đêm em cũng ra ngoài một mình để thăm mẹ. Tại vì giống như là mình là con gái út á, thì mình cũng như gắn bó với mẹ rất là tức nhiều. Tức là gần cho gũi nên, với mẹ hơn. Dạ, lúc nào cũng muốn có mẹ. Hay nhõng nhẽo, nhưng mà khi mà không có mẹ thì đôi lúc này ra ngoài nghĩa trang một mình. Thì mấy anh chị biết được á, thì cũng nói là khi nào mà đến ngày giống như là ngày những cái ngày mà cúng giỗ hay này kia mới cho ra, chứ không cho ra như vậy nữa. Việt Nam mình có câu là giàu thì út nhờ mà khó thì út chịu. Cho nên là chắc là mẹ là thương nhớ lắm. Và khi mà nói về tình mẹ con thì thưa quý vị, ngay một vị tổng thống cũng là một đứa con, đúng không? Mà ngay một bình thường thì không nói gì rồi, ngay một vị sư thì cũng là một đứa con. Và người mẹ của vị sư đó thì cũng coi với vị sư đó là cũng giống như là một đứa con còn nhỏ dài. Thành ra vì vậy hôm nay thì chúng tôi chắc chắn rằng mình sẽ mời để mà quý khán giả thưởng thức một bài thơ rất là đặc biệt từ một vị sư, đó là sư Tịnh Đức. Thì sư Tịnh Đức đã có một cái bài thơ mẹ mà được trích ở trong cái cuốn tuyển tập Tình Mẹ Trong Thơ Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Lý đã tuyển tập. Thì đây là cái bài thơ gì Thúy Vân hả? Dạ, đây là bài thơ Dạy Con Vào Đời của sư Tịnh Đức. Tức là sư nhớ lại những lời mà của mẹ mình đã dạy. Dạ, mời Thúy Vân. Và mời Hoàng Lan. Vì bài thơ đó cũng khá dài cho nên là Thúy Vân sẽ ngâm trích đoạn. Con còn nhỏ, chim non vừa đủ cánh, hãy bay đi vào biển rồng sông hồ. Gắng lên con vượt rừng núi hư vô, chuyển đôi cánh mỗi ngày thêm cứng cáp. Con ơi, đời đầy phong ba bão táp, gió muôn trùng lầm lầm quạt bay con, phải đương đầu những chướng ngại trầm oan, con tự hiểu lớn khôn là phải sống. Gắng lên con, dù trời cao biển rộng, chỉ kiên cường
con khắc phục khó khăn. Khổ cho con là từng kiếm miếng ăn, vì thơ dài con mồi không dễ kiếm. Nhưng thời gian sẽ dạy con kinh nghiệm, sức sẽ bền, chỉ sẽ vững thêm lên. Có những tuổi sầu quằn quại triền miên, những nhục nhã phải cắn răng chịu lấy. Lúc khó nghèo hay những khi cực bị, phải giữ mình đói cho sạch, rách cho thơm. Sống bao lâu tranh được hơn hơn, lúc mắt nhắm điều chẳng còn chi cả. Lời lời danh danh mùi ngon vật lạ, dạ từ đời tay trắng lại hoang không. Nhớ nghe con, nhớ nghe con, đừng ảo mộng tìm mong. Wow, đây là một bài thơ mà có ý nghĩa ghê đó phải không Thúy Vân? Tức là người mẹ này dạy cho con giấy rách phải giữ lấy lề. Và nếu mà mình có muốn mà đoạt lợi tranh danh đi nữa thì khi nhắm mắt thì cũng không còn. Thì đó là cái lời vàng ngọc của thân mẫu của nhà sư Tịnh Đức. Thì Hoàng Lan thấy sao? Cái lời đó quá như thế nào? Chị, từ câu thơ này đến câu thơ nối tiếp có những cái ý nghĩa mà rất là hay. Thầy làm một bài thơ thật là hay. Thành là làm cho mình nhớ là những cái lời mà mẹ dạy mình. Cái khi còn nhỏ đó, khi mà đôi khi mẹ dạy mình á, mình cũng nói sao mẹ lo xa quá, hay là mình không có nghĩ đến cái lời đó là cái lời vàng ngọc. Nhưng mà khi mà mẹ mình mất đi rồi, mình mới thấy quý báu. Thì Hoàng Lan ngày hôm nay có một cái bài thơ, bài nhạc hay là bài thơ phổ nhạc, hay là cái bài nhạc nào mà mình sáng tác và nói về mẹ và cái tấm lòng đó như thế nào Hoàng Lan? Dạ thưa chị, em quen biết một số các anh trong quân đội thì khi mà hỏi anh nào thì các anh cũng đều nói là mẹ thương các anh nhiều nhất. Thành thử ra là em cũng nghĩ như vậy. Tại vì mẹ thương con, mà thương nhất là những người con, mà cũng như là đi gìn giữ quê hương. Đúng chị rồi. Thì lúc nào mẹ cũng trông dõi từng giây từng phút để những cái bước đường của mấy anh đi. Mà khi mấy anh bị, khi mà cái ngày mà mất nước rồi thì các anh phải đi vào tù cải tạo. Thì mẹ cũng 5 tháng để ở nhà để mà trông chờ. Thử ra là đó là một cái tâm trạng để em viết lên một cái bài nhạc tên chi? Dạ bài nhạc này. Bài nhạc này có cái tựa đề là gì? Dạ những bà mẹ quê hương. Mời Hoàng Lan. Dạ. Cái tâm tình của Hoàng Lan là lúc nào cũng hướng về những bà mẹ mà có những đứa con yêu là trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Anh kể tôi nghe, mẹ thương anh nhiều nhất, cả cuộc đời dành trọn những yêu thương. Chờ trông con khi trên vạn nẻo đường, đầy phong sương của người trai chiến trường. Tôi kể anh nghe, mẹ tôi người tận tào, sáng nắng chiều mưa tuổi xuân mẹ trói mau. Vất vả vì con, thân xác mẹ hao mòn, trồng chất khổ đau
ôi đời mẹ quá mau. Mẹ của tôi là vầng mây xanh thẳm, ấp ủ đời tôi bằng ấm áp thương yêu. Mẹ của anh là những chiều mưa nhạt nhỏ xuống cho con không đói khát cuộc đời. Mẹ của tôi đồng lúa vàng thơm ngát, thôi gì dạo thành khúc khác ca dao. Mẹ của anh là ngày tháng năm nào chờ tin con trong từng giật chim bao. Tôi và anh chúng ta đều nghĩ thế, về mẹ mình là tất cả yêu thương. Tôi và anh chúng ta đều nghĩ rằng mẹ của mình là cả trời quê hương. Mẹ của anh, mẹ của tôi, con lạ nhiều lắm lắm. Ta sao vừa tình mẹ đẹp muôn năm. Hay quá, dễ thương quá ha. Đó là tâm tình của những anh lính chiến mà khi mà nói về mẹ của mình. Và chúng ta thấy những người mẹ đó rất là tội nghiệp, phải không Hoàng Lan và Thúy Vân? Tức là nuôi con lớn lên rồi thấy con đi ra chiến trường để mà giữ gìn bờ cõi, rồi khi mà con vào tù đó thì những người mẹ đó lại phải vào thăm nuôi. Rồi tới khi mà con ra khỏi tù rồi ấy, thì con vượt đại dương đi mất tiêu để mà mẹ ở nhà. Vì vậy cho nên là khi mà cứ năm này qua năm khác là cứ hẹn hoài, xuân này con không về, xuân này con không về. Chúng ta nhớ những cái bài nhạc đó như vậy. Và khi mà mẹ mất rồi thì cái lòng chúng ta cũng đều tan nát hết, cả con gái mà cũng như con trai, phải không Thúy Vân? Thì có những cái bài thơ mà mình khi mà mẹ mình mất rồi thì mình khóc mẹ, phải không Thúy Vân? Dạ. Thì Thúy Vân thấy tâm tình khi mình khóc mẹ thì sao? Dạ, Thúy Vân nghĩ rằng trên đời này không có cái gì mà tuyệt vọng hơn là khi thấy mẹ mình ra đi, mẹ mình không còn nữa, bất động nằm đó. Thúy Vân không thể tưởng tượng được là mình sẽ lớn lên nếu mà không có mẹ bên cạnh. Nhưng rồi bởi vì là gia đình, bởi vì sự sinh tồn cho nên mình phải đấu tranh để mà vươn lên trong cuộc sống. Thì thành ra khi mà mẹ mất rồi đó thì thưa quý vị, mất cả bầu trời, mất cả cái chiếc nôi, mất cả tất cả mà mình nghĩa là mình thấy sống bơ vơ lắm. Con không mẹ thì con đâu có cách gì mà con lớn nổi. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh đất nước phải mình phải chia xa mẹ của mình. Và khi mà mẹ mình mất rồi thì Thu Nga cũng có những cái bài mà tâm tình khi mà mẹ mất rồi thì khóc mẹ qua những cái vần thơ mà thôi. Dạ, mời Thúy Vân. Dạ. Dạ. Thúy Vân ngâm bài thơ Khóc Mẹ của Thu Nga. Dạ, mời Thúy Vân. Có những lúc khi chiều vàng chợt tắt, lòng bồi hồi,
con nhớ quá mẹ ơi. Nhớ hôm nào với những bước đầu đời, mẹ dìu dắt từng nắm tay âu yếm. Lại những lúc con đòi bông bú mâm cả canh thâu, mẹ thao thức vọng đưa. Vóc mẹ hư hao, mắt mẹ nhạt nhòa, con ấm đầu mẹ đau từng khúc ruột. Mẹ ru con mới dòng buồn da diết, nước mắt mẹ rơi theo từng điều ca dao. Tay mẹ đông đưa, hồn mẹ đau như con khôn lớn trong tình thương. Bỗng chốc tai ương con mất hết, xa quê hương và mất cả mẹ hiền. Biết đâu tìm những hình ảnh thân thương, con bật khóc vì con không còn mẹ. Cảm ơn Thủy Vân rất là nhiều. Và cái đó là cái tâm tình của những người con mất mẹ. Bây giờ mình có muốn đổi cả thiên thu mình à, lấy cái tiếng mẹ cười, hoặc là mình đổi cái chi mà vài năm để mà mình có thể thấy mẹ mình, mình cũng muốn làm như vậy, phải không Hoàng Lan? Dạ, đúng rồi chị. Hồi nãy đó Hoàng Lan ước ao rằng mẹ mình còn sống thì mình ăn được cái sâu trước ăn canh khổ qua. Còn Thúy Vân, nếu mà Thúy Vân có thể là xoay ngược lại cái kim đồng hồ, nếu mẹ còn sống thì Thúy Vân sẽ làm điều gì? Nếu mà mẹ Thủy Vân còn sống thì Thủy Vân sẽ nấu ăn cho mẹ hàng ngày. Bởi vì ngày xưa mẹ chỉ nấu cho Thủy Vân thôi. Nhà Thủy Vân sẽ nấu cho mẹ hàng ngày. Thủy Vân sẽ chải tóc mẹ, bởi vì Thủy Vân nhớ rằng ngày xưa mẹ Thủy Vân tóc rất là dài. Dạ, Thủy Vân thường hay chơi trên tóc của mẹ. Chải tóc của mẹ hàng ngày, nói chuyện với mẹ, nấu cho mẹ ăn, rồi được xà vô lòng mẹ. Là cái ao ước của Thủy Vân. Ngoài ăn canh hổ qua ra thì còn Hoàng Lan muốn cái gì? Dạ, thì cũng muốn giống như chị, muốn đồng cái bên mẹ mãi luôn. Tại vì hồi lúc mẹ còn sống đó thì mẹ ngủ với Hoàng Lan á. Vậy đó, dễ thương quá ha. Dạ. Thu Nga cũng nhớ rằng hồi đó mình còn nhỏ đó cứ toàn ngủ với mẹ không à. Dạ. Tới cái hồi mà học trung học rồi cũng vẫn còn ngủ với mẹ lớn luôn. Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, nói về chương trình mẹ, nói về mẹ thì có nhiều lắm, không thể nào mà kể hết. Và chúng ta bây giờ là chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều, không còn thấy mẹ nữa. Vâng, cảm ơn Hoàng Lan và cảm ơn Thúy Vân đã mang lại cái giọng ca cũng như là tiếng ngâm quá hay. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, và chương trình đến đây xin được tạm ngưng và mời Hoàng Lan cũng như là Thúy Vân gửi lời chào. Hoàng Lan xin kính chào tất cả khán giả trên đài SBTN, và cũng như chào chị Thu Nga và chào chị Thúy Vân. Gặp chị được. Thúy Vân cũng xin gửi lời chào đến quý khán giả của đài SBTN. Thúy Vân mong sẽ gặp lại một ngày rất là gần với Thu Nga và Hoàng Lan. Chắc chắn là như vậy. Xin cảm ơn quý khán giả và xin chào tạm biệt. Thu Nga của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị theo dõi một chương trình rất là đặc sắc về mẹ, Mother's Day. Và ngày này là ngày mà để cho chúng ta vinh danh cũng như là nhớ ơn đến những người mẹ của mình. Và hôm nay trong chương trình này thì chúng tôi có hai nghệ sĩ rất là đặc biệt, và nhưng mà nếu mà quý vị nhớ thì cũng rất là quen thuộc với lại quý khán giả. Đó là ca nghệ sĩ Thúy Vân và cũng như là ca nhạc sĩ và nghệ sĩ Hoàng Lan. Là xin chào Thúy Vân và Hoàng Lan. Dạ, Thúy Vân xin chào Thu Nga. Thúy Vân xin chào quý khán giả của đài SBTN. Hoàng Lan xin chào chị Thu Nga và cũng xin chào tất cả các khán giả trên đài SBTN. Nói về mẹ đó thì chúng ta cũng biết rằng người ta ví cái tình mẹ giống như là một kỳ quan của thế giới, tại vì không có một cái gì mà
nó quý mà nó trường tồn như là cái tình mẹ. Tại vì khi mà các con của chúng ta mà đã lớn rồi, chúng ta cũng cảm thấy rằng các con của mình rất là bé nhỏ, đúng không? Thành ra khi mà nói về mẹ đó thì Thúy Vân trước tiên là có cái cảm nghĩ gì về người mẹ Việt Nam và có kỷ niệm gì về mẹ của mình? Dạ, thưa với Thu Nga, là Thúy Vân có rất nhiều kỷ niệm về mẹ. Mẹ mất rất là sớm. Nhưng mà hồi nhỏ thì cái gì mẹ cũng làm cả. Mẹ cũng không để cho Thúy Vân làm nhiều. Nhớ những lần trời nắng, đi học về thì rất là nắng, thì mẹ lại pha nước chanh, làm những cái gì tốt nhất cho con. Hoặc là những chiều đông xứ Huế trời rất là lạnh, thì khi đi học về thì mẹ đã có sẵn một cái trách lửa để khi đi về thì hơi tay hơi chân cho nó ấm. Đó là những kỷ niệm mà Thủy Văn không bao giờ quên. Như Thu Nga nói rằng là cái đức tính của người mẹ Việt Nam đó. Người mẹ thì vô cùng cao cả, bởi vì làm tất cả cho con. Như người Việt Nam mình có câu là cha mẹ già 90 vẫn còn săn sóc và thương yêu con 70. Đúng rồi, dễ thương dễ sợ luôn. Còn Hoàng Lan thì thấy làm sao? Dạ, thưa chị, em thì em là út trong nhà, cho nên được mẹ cưng trước nhà, cho nên coi như là tình mẹ thì bao la, coi như là lớn lắm, rất là lớn đối với em. Thành thử ra bất cứ gì của mẹ cũng đều đẹp cả. Mà khi mà mình nói về cái tình mẹ đó, thì không phải cái loài người mới có cái tình yêu đó, mà mình thấy loài vật nó cũng có cái tình yêu đó. Giống như cái chuyện mà con hươu đó, phải không? Con hươu mà cái ông thợ săn ông giết cái đứa con, thì cái con hươu mẹ đó nó ngã ra nó chết. Đúng. Thì khi mà người ta mổ cái bụng cái con hươu mẹ ra thì người ta thấy rằng cái ruột của nó đứt từng chín khúc, thành ra người ta mới có cái câu là ruột đau chín khúc, là nó như vậy đó. Thì do cái sự tích đó, thành ra chúng ta thấy rằng khi mà nói về mẹ đó thì ca nhạc sĩ hoặc là văn sĩ có rất là nhiều bài. Thành ra mình thấy là từ những nhà thơ mà đã thành danh, hay là những nhà thơ mà họ vừa mới mà bắt đầu làm thơ, hay là những văn sĩ cũng vậy, thì họ viết về mẹ rất là nhiều, đúng không Thúy Vân? Tại làm sao như vậy hả? Dạ, bởi vì không ai gần gũi con bằng mẹ. Sáng nắng chiều mưa, có những lúc con sai hoặc là những lúc con đúng thì đều tâm sự với mẹ. Và hơn ai hết, vì người mẹ săn sóc trực tiếp với người con hơn, cho nên thấu hiểu con hơn. Và bởi vì cái người mẹ đã cứu mang con, cho nên Thủy Vân nghĩ rằng người mẹ khi nào cũng cứ nghĩ rằng con mình nó đã ở trong vòng tay của mình, nên không bao giờ bỏ con được. Đúng rồi, mình thấy giống như là người mẹ đó, ngay cái con chim nó cũng vậy. Mình tưởng tượng là giống như là người mẹ lúc nào cũng dang cái đôi cánh tay ra để mà che chở, giống như Thúy Vân nói. Cha mẹ 90 tuổi rồi vẫn thấy là con 70 tuổi vẫn là còn nhỏ bé. Thành ra hôm nay đó thì thưa quý vị, trong chương trình thơ nhạc giao duyên về chương trình Mẹ Mother's Day, thì chúng ta, người Việt Nam của chúng ta thì như vậy, khi mà chúng ta ở Mỹ, chúng ta có 2 ngày để mà nhớ về mẹ của mình. Trước là lễ Vu Lan là của Việt Nam, và ngày Mother's Day của Mỹ. Thành ra hôm nay thưa quý vị, thì không biết rằng trên tay của Thúy Vân có những cái bài thơ mẹ, và Hoàng Lan thì có những cái bài nhạc về mẹ, thì Thúy Vân sẽ chọn bài gì hôm nay? Dạ, vẫn thấy có bài của Trần Trung Đào rất là hay, cũng rất là hợp với Thủy Vân. Đó là bài Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức giọng ngâm rất là đặc biệt của Thủy Vân với bài thơ cũng rất là nổi tiếng của Trần Trung Đào, đã được nhiều người ngâm cũng như là nhiều người phổ nhạc, đó là Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Nhấc chiếc phôn lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. 10 năm mẹ nhỉ, 10 năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng như lạc dấu sơn khê. 10 năm tóc mẹ màu tang trắng, trắng cả lòng con
vẫn ngồi đắng. Một nỗi buồn bên đời gió tạt với mưa tuôn. Con đi góp lá nghìn phương lại đốt lửa cho đời tan khỏi sương. Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào, tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao. Mẹ xa xôi quá làm sao vội biết đến bao giờ trông thấy nhau. Đừng khóc mẹ ơi, hãy ráng chờ. Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ, đau thương con viết vào trong lá. Hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Nhấc chiếc phôn lên bỗng lặng người, dòng buồn hơn cả tiếng mưa rơi. Vì mà tôi đổi thời gian được đổi cả thiên thu. Tiếng mẹ cười. Wow, cái bài thơ rất là cảm động. Mà khi mà chúng ta có nghe cái câu mà ví mà tôi đổi thời gian được đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười thì mình thấy mà cái lòng của mình nó như thế nào ạ, Thúy Vân? Dạ, nó nói lên được cái lòng mà quá sức là nhớ những người mẹ khi mà phương trời cách biệt. Đúng rồi. Vân thấy đây là anh Trần Trung Đào, anh đã viết một bài thơ đúng như tâm trạng của anh. Anh muốn sờ mẹ nhưng anh cũng thể được, cho nên anh mới nói là mẹ xa xôi quá làm sao vội. Dạ, vội mẹ cũng tới được. Dạ, thành ra và cái điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng khi mà mẹ chúng ta còn sống đó thì có nhiều khi mình thấy cái tình thương yêu đó là cái chuyện mà quá tự nhiên. Thành ra mình không có nghĩ rằng mình sẽ cần đến như vậy. Nhưng mà khi thật tình ra khi mà mất mẹ như mất cả một bầu trời. Và cho nên là Trần Trung Đạo mới nói rằng ví mà anh đổi thời gian được đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Khi cái tiếng mẹ cười ở bên cạnh á thì mình thấy giống như là chuyện rất là bình thường. Yeah. Nhưng mà khi mà không còn nữa thì Hoàng Lan nghĩ như vậy không? Dạ, yeah, đúng rồi chị. Có một cái sự ân hận nào mà Hoàng Lan nghĩ rằng nếu mà mình còn mẹ mình sẽ làm? Em thì có lúc mà mẹ đi đâu thì mẹ con cũng đều đi với nhau để ăn đồ. Thì lúc đó mẹ thích ăn hủ qua lắm, hủ qua. Mà em thì chưa có biết ăn. Mà bây giờ em biết ăn thì lại không còn mẹ. Cho nên đôi lúc nghĩ về mẹ đó, nói tiếc là hồi đó phải biết ăn chung với mẹ. Dầu đắng cũng ăn chung với mẹ. Vâng, thì vừa rồi là một bài thơ rất là, nghĩa là đúng cái tâm tình của những người Việt mà xa xứ của chúng ta. Khi mà cầm cái phone lên thì lặng lặng người khi mà báo tin rằng mẹ không có còn nữa. Nhưng còn Hoàng Lan thì Hoàng Lan có bài nhạc gửi gắm cái tâm sự của mình vào trong đó để gửi cho quý khán giả. Dạ, thưa Hoàng Lan có, hiện giờ Hoàng Lan có hai bài, sẽ trình bày một bài trước. Dạ. Thì cái tâm sự của Hoàng Lan á, là về mẹ. Thì khi mà Hoàng Lan ủi một cái lá cờ để đi sinh hoạt á, lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, thì mẹ đến mẹ vuốt vuốt lá cờ mà mắt mẹ buồn lắm, thì thấy tội cho mẹ mà thương nhớ cho mẹ. Cho nên mỗi lần mà đi sinh hoạt thì nhớ về mẹ. Rồi mời Hoàng Lan. Dạ, em xin cái bài đó là bài chi? Dạ, được mang tên Quê Hương Trong Mắt Mẹ. Dễ thương quá ha mẹ. Mẹ vừa nhớ mẹ của mình mà vừa nhớ mẹ của quê hương nữa. Dạ, mẹ rất là thương thôi chị, thương các anh. Ừ.
xin kể chuyện đời anh nghe, câu chuyện xưa của mẹ nhọc nhằn bao tháng năm. Từ ngày xa xăm đôi vai quăng gánh nặng, nắng mưa sớm chiều mẹ chịu nhiều nỗi đắng cay. Chiếc áo mẹ sơn đôi vai, tuổi xuân không trở lại theo hương thời gian đổi thay. Cuộc đời mẹ mang là nước mắt tình thương cho đàn con bé dại và người trai chiến binh. Sông núi vào thời điêu linh, thương đời trai lính trận bao đêm mẹ không ngủ yên. Nguyện cầu cho anh những người trai chiến trường quên mình trong sương gió được an lành trong gió sương. Rồi từ ngày mất quê hương buồn vương đôi mắt mẹ nhạt nhòa thương quá thương. Nhiều đêm tôi quỳ bên gối mẹ đọc bài thơ lính trận mẹ tôi cười rung nhẹp nhàng. Cho đến một mùa đông sang, ôi mùa đông ngỡ ngàng đưa mẹ về nơi chốn xa. Vào ngày mẹ đi thương như ước bờ mi, ôi niềm đau khó lường buộc mắt mẹ lần cuối, đọc được trong mắt mẹ như còn màu cờ quê hương. Vào ngày mẹ đi thương xót ước bờ mi, ôi niềm đau khó lường buộc mắt mẹ lần cuối, đọc được trong mắt mẹ như còn màu cỡ quê hương. Bài cảm động quá phải không Thúy Vân? Yeah. Đọc yeah. trong mắt mẹ giống như có màu cờ của quê hương. Mẹ Việt Nam đó thì cái tấm lòng rất là cao cả, mà mẹ Việt Nam thì có nhiều người con mà ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là mẹ mà thương yêu cái lá cờ tổ quốc thì cũng là cái điều bình thường phải không? Dạ. Và thưa quý vị, thì chương trình Thơ Nhạc Giao Duyên về mẹ thì cái tấm lòng của mẹ đó thì mình nói hoài không hết, nhưng mà với đối với người Việt của chúng ta đó, thì mà chúng ta đi rồi đó, chúng ta cứ hẹn với mẹ cứ lần lửa hoài mà mình không có bao giờ về được. Thì Thúy Vân có một cái bài thơ nữa nói về cái sự mà mòn mỏi của người con và cái mòn mỏi của người mẹ chờ như thế nào, cái tâm tình nó như thế nào Thúy Vân? Dạ, đây là bài thơ của Thu Nga. Dạ, nó mòn mỏi vô cùng. Dạ, dạ. Mẹ cũng mòn mỏi mà con cũng mòn mỏi vì vì phương trời cách biệt. Vâng. Con cũng hứa với mẹ là một ngày con sẽ trở về thăm mẹ. Vâng. Thế nhưng mà mẹ cứ chờ hoài. Dạ. Dạ, không thấy con đâu. Thì cái sự chờ đợi đó nó rất là buồn. Dạ, đúng như vậy. Thành ra Thu Nga cũng giống như là nhiều quý vị đã xa quê hương thì đã cái tâm tình của Thu Nga là để trong bài thơ mòn mỏi. Mời Thúy Vân. Chim xa cành còn thương cây nhớ cội, con xa mẹ hiền đành đoàn từng cơn. Phương Tây mây xám giăng nhiều qua, dương mắt thấy chăng chỉ nỗi mẹ già sương trắng pha mái tóc, lưng còng tay yếu
chậm bước chân, chờ con thao thức bao canh vắng, mắt cũng mờ dần theo tháng năm. Chữ hiểu chữ trung con đành mất, xa nhà mất nước chành lòng đau. Thêm xưa mọi mắt chờ con mãi, mẹ hỡi bao giờ thấy mặt. Con đi mái tóc còn xanh thẳm, nay bụi thời gian nhuộm bạc rồi, mà sông núi đỏ xa xôi quá, con làm sao được hỡi mẹ. Chiều chiều con ra đứng ngõ sau, ngõ về quê cũ và dân sâu. Một phương gió lòng trời đông đỏ, hỏi cánh nhàn kia bay về. Cảm ơn Thu Vân rất là nhiều đã đem cái tâm sự của Thu Nga cũng như là tâm sự của những người con mà xa xứ đã gửi đến quý vị qua cái bài thơ Mòn Mỏi. Nái gửi đến quý vị một nhạc phẩm phổ từ thơ của chị Thu Nga, nhạc phẩm mang tên Mòn Mỏi. Đòi đoạn từng cơn phương tây mây xám răng nhiều quá, dương mắt thấy chẳng chỉ nỗi hờn. Mẹ già xương trắng pha mái tóc, lưng còng tay yếu chậm bước chân, chờ con thao thức bao canh vắng, mặt cũng mờ dần theo tháng năm. Chữ hiếu chữ trung còn đánh mất, xa nhà xa nước chạnh lòng đau. Thềm xưa mọi mắt chờ con mãi, mẹ hỡi bao giờ thấy mặt nhau. Con đi mái tóc còn xanh thắm, nay bụi thời gian nhuộm bạc rồi, mà sông núi đó xa xôi quá, con làm sao được hỡi mẹ ơi. Chiều chiều con ra đứng ngõ sau, ngó về quê cũ xa răng sâu. Một phương gió lộng trời đông đó, hỏi cánh phàn bay
chim xa cành, thương cây nhớ cội, con xa mẹ hiền đoài đoạn từng cơn. Phương Tây mây xám răng nhiều quá, dương mắt thấy trăng chỉ nỗi hờn. Mẹ già xương trắng pha mái tóc, lưng còng tay yếu chậm bước chân, chờ con thao thức bao canh vắng, mặt cũng mờ dần theo tháng năm. Chữ hiếu chữ trung còn đánh mất, xa nhà xa nước tranh lòng đau, thềm xưa mỏi mắt chờ con mãi, mẹ hỡi bao giờ thấy mặt nhau. Con đi mái tóc còn xanh thắm, nay bụi thời gian nhốm bạc rồi, mà sông núi đó xa xôi quá, con làm sao được hỡi mẹ ơi. Chiều chiều con ra đứng ngõ sau, ngó về quê cũ ra sáng sâu, một phương gió lộng trời đông đó, hỏi cánh nhàn kia bay về đâu. Một phương gió lộng trời đông đó, hỏi cánh nhàn kia bay về đâu. Vâng, thưa quý vị, vì thời gian có hạn cho nên là chương trình Thơ Nhạc Giao Duyên về mẹ trong cái mùa lễ Mother's Day đến đây xin được tạm ngưng, và mời Thúy Vân cũng như là Hoàng Lan gửi lời chào đến quý khán giả. Thúy Vân xin chân thành cảm ơn quý khán giả của đài SBTN đã lắng nghe chương trình, và Thúy Vân xin hẹn gặp lại. Thúy Vân xin chào Thu Nga và xin chào Hoàng Lan, chúng ta sẽ hẹn gặp lại một ngày gần đây. Yeah. Cảm ơn Thúy Vân. Mời Hoàng Lan. Hoàng Lan cũng xin chào tất cả các khán giả trên đài của SBTN và cũng đã lắng nghe, xin cảm ơn rất nhiều, và xin cảm ơn chị Thu Nga, cũng như chào chị Thu Nga và chào chị Thúy Vân. Cảm ơn Hoàng Lan và cảm ơn Thúy Vân, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.